Vâng, em xin chào các bác nhá. Hiện tại em và Mr. Dũng là tiếp tục lên tổ bảo an phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc để thi công lắp đặt cho anh Nam một combo loa. Anh có lấy cho mình đôi loa G4000, một con đẩy X22 và một con sub monitor của MX321. Vâng, vẫn là combo karaoke quốc dân. Em mời các bác cùng đồng hành cùng hai anh em. Vâng, xin chào quý vị. Hiện tại em với cả Mr. Tuấn kỹ thuật của Zika đang có mặt ở tại phường Đồng Xuân, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và đây là không gian bên ngoài. Và nhà anh Nam, đánh Nam ở ngay mặt đường quý vị ạ. Và đây, xe của Zika thì đang đã vào trong sân nhà anh Nam rồi. Và còn bên trong không gian phòng khách thì Mr. Tuấn đang hướng dẫn anh Nam sử dụng một dàn karaoke Quýt G4000. Vâng, bộ dàn chúng ta thì gồm có một đôi loa Quýt G4000, cục đẩy liền vang X2 Pro, bộ mic không dây W21 và cục trầm sub monitor bản 30. Vâng, nếu quý vị yêu âm thanh và muốn sắm cho mình bộ dàn karaoke Quýt G4000 như của anh Nam thì có thể liên hệ với anh Nam ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Và bên em có thể hỗ trợ các bác có thể đến trực tiếp nhà anh Nam để tham khảo được. Bởi vì bên em cũng vừa có trao đổi với cảnh anh Nam rồi, anh cũng đã đồng ý rồi. Nếu như các bác có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với cả Zika của bác nhé. Thì Zika sẽ gọi điện cho anh Nam và các bác có thể qua trực tiếp để tham khảo cũng như là thưởng thức âm thanh của ra từ bộ dài karaoke Quýt G4000. Vâng, sau một quãng thời gian di chuyển thì hai anh em đã có mặt tại tổ bảo an phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ngoài trời thì đang mưa rất là to đấy ạ. Và đây là không gian của anh Nam. Sau khi biết nhà anh Nam đang lắp bộ dàn thì bác hàng xóm sang chung vui cho với nhà anh Nam. Còn đôi loa G4000 để với kệ này rất là đẹp luôn. Oh,
anh Nam thấy chất nhạc thế nào anh Nam, hay không? Rồi chứ mở thêm đi nghe thỉnh cho nó gọi hơi nhẹ đi. Hôm nay là quá ngon rồi chứ. Hàng này thì giật trên hàng VIP luôn, quá là VIP luôn đấy. Anh Nam là theo dõi kênh YouTube JK bên em được lâu chưa? Gần 1 năm. Là anh quyết định lấy cho mình. Chia sẻ là anh xem chưa luôn. Đấy, xem ngay xem ngày kim trước đấy. Xem hàng ngày luôn đấy. Nếu mà ông này thì vừa hôm qua cũng vậy, xem ở Việt Nam thắng 3-0 lại đại hạng giá. 3-0 lại đại giá tiếp. Nhưng mà hạng kiếm mạng. Thưởng thức được đầy đủ âm thanh phát ra từ bộ dàn karaoke Quy Quốc G4000.